giờ? Mày đi theo tao lúc nào ấy? Mày lại đi theo làm gì đấy? Em vừa đến em thấy ô tô này, mày kêu em vào. Mày mẹ mày thì sao tao đi siêu thị mà mày cũng lần mò mày đi theo tao là thế nào được? Thì em đi cùng. Đi cùng. Ủa, làm gì? Sao tao biết được đường nó đi theo được? Mày theo dõi à? Mày dình mò mày đi theo tao làm gì bị điên à? Suốt ngày bám theo. Suốt ngày bám theo. Em cứ đi em đi cùng được. Tao cứ đi chứ không có mày đi cùng được. Bởi vì bây giờ mày biết là bây giờ tao đi mua đồ cho tao mổ thôi. Mày có gì đâu mà mày tao mổ mày đi theo tao làm cái gì? Mày thấy chị à? Kệ thôi. Kệ chị à? Mình đi mua. Mày mua trả đồ đi. Mày mua mì tôm xong là để giảm vào về ăn. Mày điên à? Mày có tiền đâu mà mua? Tao mua cho Thư, tao mua đéo cho mày. Thật quái nào mà mày cầm chân tay của tao đi. Mày có bị ngại à? Mày ngại à? Mày mua cái gì? Có tiền đấy Thư mà mua à? Có tiền thì đi mà mua, mày vào siêu thị, mày có tiền mày mua, con đi còn gì nữa. Tao siêu thị thì còn bảo tao mua cho. Xin xỏ cái gì? Về là bảo tao cũng mua cho mày ấy. Mẹ mày ước cả mắt, đi đâu cũng đi theo, mày như con rùa ấy, mấy lúc là tao đi đâu mày đi theo. Hello mọi người nhá. Thì hiện tại Kiên đang đưa Thư đi shopping anh em ạ, đi siêu thị để mua đồ tầm bổ cho Phạm Thư. Tại vì cũng là lâu rồi mà Kiên chưa dẫn Thư đi mua đồ tầm bổ ấy. Đó, thì hôm nay là mình cũng vừa mới trốn mẹ mình để mình dẫn Phạm Thư đi mua đồ để mình cho Phạm Thư ăn nha mọi người nhá. Đấy, chồng phải đợi mãi con chó kia chết kia rồi nó đi chơi mà chồng mới đi theo thì vâng. Dạo đấy. Bên kia mua đồ, có nhiều đồ ngon hơn. Mãi rất được cái con hấp đấy ra. Lâu lắm thì Thư mới được đi cùng anh Kiên nhỉ? Lâu lắm rồi đi cùng anh Kiên đấy. Thế mày luôn, anh ở nhà nhá, mẹ anh suốt ngày bảo nó đi theo anh thôi. Bao nhiêu lâu rồi chị toàn phải đi đâu, một toàn đi một mình, có được đi cùng anh Kiên đâu. Tại bác Phúc cấm được. Cái đồ ăn mà có những cái hộp của chị nào nhỉ? Đây. Ở bên kia sao anh ạ? Ở bên kia kìa, hộp bên kia. Rồi thôi, bên này. Đây. Đây rồi. Wow. Ui, một đống đồ này anh em ơi, có cả một khô này ngon này. Thì ngon luôn. Đồ mấy không? Có, chân gà này. Gà xéo khô này. Cái này có khi ngon đấy nhở? Ừ, gà này ngon này, anh tối mua về để vợ tối vợ cho mình đến nhậu. Nhậu luôn. Lâu lắm rồi không được nhậu với nhau. Gà khô này cũng ngon này. Anh muốn gì à? Mà đi cho ta lúc nào ấy? Mày lại đi theo làm gì đấy? Em vừa đến em thấy ô tô này, kêu em vào. Mày mẹ mày thì sao tao đi siêu thị mà mày cũng lần mò mày đi theo tao là thế nào được? Em đi cùng. Đi cùng. Ủa, làm gì? Sao tao biết được đường nó đi theo được? Mày theo dõi à? Mày em thấy xe. Mày dình mò mày đi theo tao làm gì bị điên à? Suốt ngày bám theo. Suốt ngày bám theo. Em cứ đi em đi cùng được. Tao cứ đi chứ không có mày đi cùng được. Bởi vì bây giờ mày biết là bây giờ tao đi mua đồ, tao mua đồ cho tao mổ đó thôi. Mày có gì đâu mà mày tao bỏ mày đi theo tao làm cái gì? Mày có thấy chị à? Kệ thôi. Kệ chị à? Mình đi mua. Mày mua trả đồ đi. Cái này ngon này. Ok. Mày mua này không? Cái này vừa mới mua rồi. Mày vừa đi về đi làm gì nữa? Đi theo anh làm gì? Em đi cùng. Không tao đi cùng được. Mày đi cùng chồng tao. Đi kệ nó đi. Đi theo làm cái gì không biết? Đi theo. Mày cũng làm nhau theo nhưng còn không. Ơi bên này có nước ngọt không? Bên này mua nước ngọt. Đi thôi. Không ơi, nó cứ đi theo này. Kệ nó. Bán theo làm gì? Đây là anh hỏi em bây giờ em như nào đây? Đi về đi. Đi theo anh làm cái gì đâu? Anh mua đồ cho chị Thư mà. Anh mua nó cho anh mua cho em nữa. Em mua, bây giờ anh hỏi em bây giờ anh chi tiền ra anh mua cho chị Thư chứ anh không mua cho em được. Em về em bảo mẹ anh mua cho. Em bảo là mẹ anh đồng ý yêu em thì bảo là anh mua cho đi cho chị rồi cho tiền em mua đi mua. Gì? Còn là anh chỉ mua cho Phạm Thư thôi. Đám nhau không biết ngại sao ấy. Mua mấy cái này mình chiên thử thôi. Quên, sắp màu luôn. Vào lấy một. Tối vợ chồng mình mua đồ này xong rồi vợ chồng mình về vợ chồng mình hẹn hò nhá. Chắc là vợ chồng mình hẹn hò còn đứa ghen tị lắm bên này. Ừ, tức lắm mà. Cay không làm gì được. Về mà hót bác Phúc đi. Về mày khuyên bác Phúc đi. Cái gì về mà hót, trời ơi lúc nào ông mở mồm ra là hót. Ok đi chị à, chị kể không? Sao mày cứ đi theo đấy? Tao bảo mày đi, mày bảo mày đi mua đồ, mày đi mua đi, mày đi cho tao làm gì? Em đi cùng anh đi mua mà. Thế mày mua, mày đi cho tao làm gì? Tao mua mì tôm, mày đi cho tao làm gì? Mày muốn mua cái gì? Hay mày bảo mồm ra mày xin, mà tao cho, được chưa? Mày muốn mua cái gì? Mua
mua gì mà nói với mẹ mua thì tao mua cho. Cứ lì 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 theo nhìn ghét mãi. Tối nay vợ chồng mình về ăn này. Để mua mì tôm xong là để giảm vào về ăn. Anh kia em không thèm hàng mua em mày điên à? Mày có tiền đâu mà mua? Tao mua cho Thư, tao mua đéo cho mày. Thật quái nào mày cầm chân tay của tao đi. Mày có bị ngại à? Bị ngại à? Mày mua cái gì? Có tiền đấy tự mà mua. Có tiền thì đi mà mua, mày vào siêu thị mày có tiền mày mua, có đi còn gì nữa? Tao siêu thị thì còn bảo tao mua cho. Xin xỏ cái gì? Về là bảo tao cũng mua cho mày ấy. Ước cả mắt đi đâu cũng đi theo mày như con ruồi, mấy lúc này tao đi đâu mày đi theo. Không biết gì à? Mày ngại. Tao thấy nhục. Tao cấm chỉ mày đi theo tao đấy, mày đi theo tao không nhục mình trách tao. Đang trong siêu thị đấy kệ. Ghét đi đâu cũng đi theo. Mẹ con này nó mặt dày. Lì vãi. Ôi tao mạnh đâu nhở? Mạnh năng. Nó lấy cái xe đấy. Mạnh ơi. Cho đi mất rồi. Đồ đi. Đấy, được rồi. Để tặng đây đó. Thôi chẳng hiểu thế nào mà suốt ngày nó cứ đi theo mình ấy nhở. Con này đi hâm mà. Xong còn đồ này anh Kiên mua đồ cho nữa. Cái bánh không phải bánh ngon đâu chồng ạ. Cái bánh mà sữa chua đâu nhở. Nó phải mềm mềm cơ. Đây là bánh khoai rồi. Ăn này không? Ăn này ngon mà. Ăn này này. Bánh này á. Bánh này đi. Đi đâu cũng bám theo, sợ thật đấy. Sợ. Thế đéo nào mà anh đi siêu thị mà anh có nói gì với nó đâu mà nó biết nhở? Nó theo dõi anh ạ. À. Con này nó nói đâu anh, nó theo anh với chị Thư ấy. Hay là lúc mà anh gọi điện cho chị Thư, anh gọi điện cho chị Thư, anh sang anh nói chị Thư nó nghe thấy nhở? Vâng. Ui khéo không á, nó giờ nó chạy về bảo bác Cúc xong bác Cúc lại lên bắt anh chị ấy. Không ngon đâu, anh không biết cái này đâu. Bánh này ghét lắm. Bánh này này ngon này. Ở đây thử ăn thử nhá. Thử á? Mua thử. Mua thử. Chị Thư ơi, chửi nó thế sợ nó về bảo mẹ chị là anh chị đang đi siêu thị không? Cái mẹ nó chứ, bây giờ nó nói cái gì thì cái mẹ nó đéo quan tâm. Để cho nó hớt. Bây giờ đi đâu cũng bám theo, mua cái gì đâu nhở? Anh mua nước đi, mua nước đi. Mày hết rồi, mày ơi. Mua đồ đi. Mà đóng chết rồi. Mua cái gì được không? Đấy đây, đấy đây. Phở này đã ăn đâu? Có. Này. Mua toàn đồ vặt ăn vặt thôi. Đúng rồi. Nói chung là bây giờ đồng với bạn đi mua đồ ăn vặt đây để tình cảm nào vợ nói. Thì bạn mua anh đi. Đây đây đây. Mua cái gì? Mua cái gì? Thiếu cái gì? Đói thật đấy. Mày em đói có. Sao tiên buổi chiều này đói thật. Kiểu trưa mình ăn ít ấy. Ừ. Ơ chị Thư rồi. Đây bà Thư ơi. Thư. Đây mà. Sao bên này đi. Đây. Bạn lạc lạc đi đâu mất lạc rồi. Lạc ra kia con chó kia chết kia nó đánh cho đấy. Nó đang lại quanh quẩn trong đây chị ra nó đánh ra. Nó đang quanh quẩn trong đây. Cho con xe cái bài này. Bánh gà thì sẽ rồi. Bánh gà thì ăn. Thích lắm luôn đi. Mua về không mà ăn đâu. Uổi vãi, nhiều đồ hải sản đấy. Uổi, ăn đây cho hải sản nhỉ? Mua đi. Gì? Ăn đâu? Có. Bạn mua bạn phải ăn chứ mua nhiều về không ăn. Gì ấy? Cái gì ấy chị? Sô-cô-la. Sô-cô-la gì mà má? Sô-cô-la tiền nè. Vãi nhờ. Anh em mày dùng tiền luôn. Không? Ít xì tiền luôn. Ăn được anh? Sô-cô-la đi ăn đấy, ăn được mà. Bây giờ như này nhá. Giờ kia mua mấy cái đồ ăn vặt kia thôi chưa ạ? Sao mà thích ăn mấy đồ này? Phải chưa? Tôi mua bán thì nó. Thì còn nhỉ? Hết đồ. Còn. Còn không? Mẹ đi đâu cũng bám theo mình, sợ thật đấy. Mình đi siêu thị cách nhà mình khoảng tầm phải mười mấy cây nó vẫn bám theo. Mẹ cái con này chứng tỏ là con này nó để ý mình thật đấy. Đi đâu bám theo, đi siêu thị rồi đi theo. Mẹ nó bảo là đi siêu thị này nó muốn đi theo nó mua đồ. Vãi thật, nó bảo là đi siêu thị mua đồ chứ sao nó bán cho mình thì nó xin bảo mình mua đồ cho nó. Khôn thật vãi. Mẹ con này đúng là kiểu đâu có tiền hay sao. Khôn vãi.
hai đúng là kiểu đâu có tiền không đi xin mà. Mua gì chứ? Mai. Đi. Đi lại ơi. Lại ơi. Ai đó bạn phải tìm mua đi tìm mấy. À đâu. Có khi là nước phải mua đâu nước ở nhà mình đầy nhỉ. Thạch này. Ui, Thạch này trong ăn không? Ui, đúng rồi. To khủng lồ luôn. Ui, to nhỉ. To thế? Mua luôn một chai về nhá. Lấy tiền ăn. To khủng lồ luôn. Siêu to khủng lồ. Ba chai hợp lại với nhau. Bình thường mua một chai ở nhà đã hai mấy nghìn rồi nhở? 15 nghìn một chai. Đây. Đây. Bình thường đây như này. 19 nghìn một chai này rồi. Giống nhau mà. Chai này 19 nghìn, chai kia 339 nghìn. Nhau. Ai chai là một lại 500, hai cái 500 thì chẳng một cân. Giống nhau. 500g, wow. 500g đúng rồi. Cái kia 39.000. Cái này thì 19.000. Giống nhau y xì. Y giống nhau hết. Em ơi. Dạ. Chim su. Tỏi ớt. Tỏi ớt cơ. Tỏi ớt mà chị. Vâng. Ok anh em, nói chung là ngày hôm nay thì Kiên với dám là đi chơi với Thư để Kiên đưa Thư đi shopping mọi người ạ, để mua đồ luôn. Vì lâu lắm rồi Kiên chưa đưa Thư đi chơi ấy. Đấy. Rất là tủ thân đối với Thư đấy, này chịu khổ rất nhiều. Có bây giờ thì mình sẽ đưa Thư đi mua ít đồ nữa nhá. Bây giờ là mình tập trung vào đi mua đồ đi. Ok. Kêu bạn mọi người nhá, mọi người thấy clip này hay thì mọi người nhớ like share và ủng hộ cho mình nhá. Đó, mình sẽ ra nhiều lực, ra nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người.